Chào các bác nha. Em test qua cái máy cái bình tưới lan 15 lít. Này em vừa test xong, máy rất ok. Em bây giờ em quay cái này để cho các bác mình xem nha. Đây cái cục pin 18V này. Cái này thì em bán cái thân máy nó chưa có bao gồm pin sạc đâu. Các bác mình có pin sạc rồi thì mình mua cái thân máy thôi. Đấy, cái bình 15 lít cái này thì máy nó hơi bị móp méo một chút. Cái này thì nó mất cái nắp xoáy ở đây. Nước em đổ đầy bình luôn. Bây giờ nó chỉ có cái nọc này thôi. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Đây, em phun này. Máy thì nó chạy rất là êm các bác nha, nó chạy rất là êm. Máy nó chỉ có như vậy thôi. Bác nào mình lấy thì alo cho em.